Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Có chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung à? Ông miền Trung hả? À. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Tụi mày căng rồi nha. Căng rồi đó, vô rồi thấy câu mở đầu. Vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động H5 Mobile chị. À, H5 Mobile. Rồi mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường. Em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Chị không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và... ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội, vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Chứ đi xa vậy? Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa. Mà em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê rồi hả? Đâu liệt kê? Sao? Kể nghe dùng liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Có chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ở miền Trung hả? À, em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Da trắng, má hồng. À, dạ vâng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Mình căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu. Vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi. À, lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội để kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ. Nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì ưu điểm có gì nữa vợ? Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở lắm. Hát dở cỡ nào? Hát thử nghe nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe. Biết đâu đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát không được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi, hát chưa đúng nhạc nữa. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc trước em có quen 2 người chị. Một người lúc thời còn đi học á, còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm. Dạ. 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết, nhưng anh nói sao á. Xa đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà xa cái gì. Nhưng mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích là con trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bạn là cao 1m75. Nói chung là nói nhiều xíu. Nói nhiều? Dạ, em ít nói nên thích người nói nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Thương vừa qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Dạ, em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, nghĩa là em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên các máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp. Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. Anh Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thì giống Lý Hải nè. Giống mà. Giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Đâu em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. À, em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài á chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. À, thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền, cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc á, em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ cho công việc của chị thì ở đây. Đủ giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn, không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen, quen bình thường. Quen sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Thì bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa. Bà này bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Phải khó anh. Hả? Đủ giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không? Thì tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài. Còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. À sao? Vậy là hiểu rồi. Ngại thời gian hẹn hò không có chỗ đi. Hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây, nếu mà chịu đồng ý đám cưới
xong là ra ngoài ở được cái gì? Thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi, giờ mỗi tuần là tuần ảnh vô thăm em, tuần em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn, rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ sao chị? Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng, thì em cũng khá ổn định ngoài ấy rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây chi được. Thì em gọi là thích người Việt Nam mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn. Ừ, nghe em cũng hay công tác ở Sài Gòn nhưng mà em cũng chưa thể gặp được đó. Rồi bây giờ chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó, nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thấy hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng em làm một lần tháng hoặc lần. Là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thì ra Hà Nội. Rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài thì có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài rồi cổ làm gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? À, vâng, không sao. Có nhà chưa? Tại em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được, lẽ đi ra vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa, không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tiền máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ như hình thích mẫu lý tưởng giống ai thích thì đó? Giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi, chứ mỗi người một nét không có so sánh được. Giống đúng y chang gánh y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe là chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha, để cho cô ấy gặp đi. Kéo màn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn. Có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Em chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào ạ. Tặng rượu đi. Mình đã bắt. Dạ em cảm ơn. Thấy ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp, mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa, là tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại. Dạ em không biết thì em ngỡ là tặng phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À, không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Em đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Đương nhiên, của người ta. Vô. Hả? Trời ơi, thấy đẹp quá tôi lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha. Chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì nữa. Mua mà không mua qua thiệt, mua qua sáp á, sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái qua sáp này, để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là con gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy cũng có nói chuyện em không thích ở xa, hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Đâu mà mình đồng ý á thì anh sẽ vào một tháng hoặc một lần. Một tháng nhau rồi. Một tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Yeah. Nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào? Anh chỉ thích người chung thủy thôi. Anh không thích người phụ nữ mà chung thủy. Mắt đưa tình. Cái đó thì em không có. Nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Không cao gì đâu. Biết có em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em câu mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn không, tiếc. Anh có sở thích gì? Không? Anh có sở thích à? Sở thích đá bóng rồi hát hò rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sắn áo ở sắn mà em mặc một màu thiêng thanh. Ràng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau em mặc áo vàng. Áo em áo. Em quên rồi. Như đó thôi, như đó để tiếc. Như đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở Hà Nội anh cũng có quen. Nhưng mà anh không thấy hợp cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta. Cho nên là anh cũng không
không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi. Bây giờ em cảm nhận người bạn trai này như thế nào? Về một miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa. Thì anh thì quan điểm hiện đại chỉ cần hai thôi. Chỉ hai là đủ. Em rất nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà một lần, thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi đi hoài. Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện. Yeah, ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền té máy bay lắm. Đấy tùy em, gia đình anh thì là mẹ bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao thì có bấm nút á. Nói sao có bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cả những ấn tượng về mặt ngoài trước thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nghĩa là mình có thể đi được, thì hôm nay nếu mà em đồng ý, hôm nay không bao giờ anh quên, thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3, 2, 1. Cảm giác em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người. Đó, nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là... Thế còn Quyền, Quyền cảm giác như thế nào? Chừng thấy ảnh cũng đẹp trai. Thì là được rồi. Nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ôi, lắm á. Nói này nắm vậy. Nắm chứ đâu phải bắt đâu mà. Nắm tay chặt tay nhau coi. Hai, nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự. Tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh thấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc đấy. Chị nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn. À, gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ, dạ. Đi xem phim liền cho chị. Đừng rời xa nhau nha. Không tình nãy giờ tôi nói vô muốn chết rồi, bỏ cơ hội đi xem phim liền nha. Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Em nghĩ là không có hợp với chị. À. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. Hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, nhà anh Quyền Linh, anh chào bạn bên kia nha. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Nguyễn Lưu, năm nay 23 tuổi. Em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, quê mình đây luôn hả em? Dạ, quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An. Dạ. Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn? À, ưu điểm của em thì là năng động. Năng động. Nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món chuối món nhậu hả? À. Món chuối ốc là món nhậu, nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, bữa nào nấu cho bạn gái ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn là gái vậy. Thì sao nè? Điểm mạnh điểm dạ, yếu của em. Điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu á chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lanh, lại biết nấu ăn, thời thiên về gia đình đó chị. Ừ. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em?
Chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị. Đi lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À, vậy thì tình trường mình sao? Có em chạy qua hai mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ, thứ nhất là khoảng cách xa chị. Em nghĩ là không có hợp với chị. À. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh. À. Mà ở bên kia là... Muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới, ở quê hả? Là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi, già mới về đừng có lo. Ở bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua hai mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì gặp công việc làm DJ á. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn có làm lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Em là 1m mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ, có công việc ổn định, lo được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc, đúng quyết rồi. Đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa không ngoài tính gia trưởng, cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À, em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia. À. Cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng. Hơi chọn. Hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn, hợp luôn. Trời ơi, vô luôn được rồi. Chung quá luôn. Rồi. 95 hợp. Dạ chào chị. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này. À, thì nên giữ cái sĩ diện cho em. Dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng. Nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy ạ. Cứ càng lì em càng nhây. Coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không? Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì... Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì, em thích là thực tế hơn. Bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ thì cái đó cũng là tặng quà, không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm, cái váy nó mắc hơn, nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần nó. Em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn. Tự tin? Dạ. Rồi, được. Chị được đưa được không chị? Được cơ. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng? Khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Trời rồi. Mất 5 phân. Đôi dài không tớt, đôi dài không tớt. Thôi mẹ đi dày rồi ạ. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phân sao? Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Người phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Đàn gái dễ thương. Dễ thương.
chấm rồi đó em. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai, chị ruột em với lại anh họ với lại mấy đứa bạn em anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay. Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến mấy mươi phần trăm rồi đó. Nhưng mà về cái tính gia trưởng em nói thì có lẽ hạn chế bớt. Chị cũng thấy là cũng được. Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm. Em nói gì chị hai đi em. Dạ em chào chị. Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được. Mà anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó. Thấy là nó ngã liền là không sao chứ. Giờ em hứa với chị gái gì đi, cho gái tin tưởng em chút xíu đi. Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, em hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn bạn em. Bạn trai hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào các bạn khán giả. Em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm. Là một người của gia đình đấy em ạ. Nó lựa chọn vợ ấy thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó. Ý kiến sếp sao? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và tức là dễ thương. Mong là hai bạn cho nhau một cơ hội để đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Rồi. Mà mình đánh đổi thêm với bạn Hoàng Anh là bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á. Em cảm ơn anh. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nhé. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Tắm vô. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn, còn cái giỏ gì? Thì em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Em cộng đồng quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ cho chàng. Cái gì? Tôi giờ mới thấy bạn của hàng hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ nào chị mở thì kỳ cái quá. Cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta? Đây là hộp kim chi. Em nhìn theo quý vị bên dạy em không nhớ anh gì nha. Thử nếm đi em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. Em mang cơm cho... là em chiên. Dạ. À, phải cơm, ăn cơm, ăn cơm. Cơm là làm chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của ảnh kìa. Ngon không? Ừ được. Đó quà tặng em đó. Dạ. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có được. Đồ ăn tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn với em ấy thì đúng là một người cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. Em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai, hay đi chơi với người ta. Anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ... em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok. Tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi. Không, này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha. Được. Chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào? Trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau. Mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1, 2 3 Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng?
Dễ thương quá à. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, em nói gì bà chị đi, xin chị một tiếng đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm má. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thấy chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Rất cảm động. Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Tại sao chị lại khóc? Em nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Rồi. Cho dù quà nhiều nhưng mà phải tranh thủ, phải nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Hãy nắm chặt giống như nãy chị nói đó. Đi xem phim tìm hiểu nhau nha. Đúng rồi, nhớ nắm chặt phải tay là... nhau nào. Chị gái đã giao em gái cho em là phải nhớ làm tròn trách nhiệm của mình, nghiêm túc trong cái mối quan hệ này nha. Nhớ giọt nước mắt của chị gái nha. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúc em hạnh phúc anh chị nha. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi. Và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì đâu. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh trai bên kia và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơn nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em quên lời chị. Ông đang hết một bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. Có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói.
chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra được thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 66 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tới chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Không đâu. Sao? 90, 70, 90 cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi. Qua qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ, em cũng không nghĩ tới, mình có là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ, ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ, đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó, ví dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Rồi bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Rồi, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ. Có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể em. Mở ra được không? Dạ, dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay mình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Em muốn gửi để em. Yeah. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đấy chứ nhỉ. Yeah. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Tại em là một đống xe
xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Dạ, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ anh nhét vô tim nha anh. Ờ nhét luôn ha. Dạ, ờ, đóng nhét chặt lại nha. Thôi thôi, tôi đi về luôn ta rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Chị em nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm, thì hy vọng anh có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Dạ. À. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xét cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Tôi cảm ơn cô ạ. Đấy. Hôn. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Trời, nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy thì sao? Trời, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Đình Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Cầu đặc biểu. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa em cũng giống là không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chú chị kiểm tra giùm em. À chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em? Bà em có ưu điểm khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Cái lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng,
không có định hướng cho tương lai nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn mê gái đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rách rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nhưng mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp hợp ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện chứ lát mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Thích ta đi thôi chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê. Trai võ công cao ạ. Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim mới tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Đó, hiện tại thì em đi làm chị. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Phải đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được á. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng bên... là dạ, dạ bên tê phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha.
Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Thì cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông cái tới rồi. Rồi, cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? À, chào bạn ạ, mình có món anh em đi, bạn. Anh em đi, cho nó thân mật. À, anh không biết là em có thích qua gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? Con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. À, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con ngon quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay tay một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được á thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê qua của anh với em gần nhau mà. Chú Tần anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn với anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào.
Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích như em nghe, như em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Bấm chuông rồi sao ghế không? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó. Bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn sao cho tập ít lại hơn. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Tới nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là tới tim anh nó đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh thằng hết hồn kìa. Em bấm không tới ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Vậy được quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau, cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ, hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô từ. Hôn lên má, kỷ niệm, sắc sâu vào tim. Hôn từ lại. Từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, chừng nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị hôn vô. Hôn từ để ra Nguyên, để Nguyên để Nguyên hít hít vô hít sâu. Dạ. Người ta hôn đầu tiên mà hít đó đi chưa. Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc công nhận nó hít thấy thương luôn. Hít thấy thương kìa. Hẹn cưới hai đứa rủ anh nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha, ở cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng á, tới xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản á chị. Biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi. Phải có. Dạ. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang và buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. À anh ngồi đi kinh. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. À, đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Huyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem
chương trình qua phim trường cũng như là mà ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Hiểu luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi. Em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô, bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Ngoài dạ. cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích ứng được với những môi trường. Có nghĩa là quan em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chua những cái xếp đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Đạt. Là không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em có đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc, yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Dạ, có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ,
bạn em là coi phim phim Hàn Quốc rồi mê lắm, nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, anh đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai đây, người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xui ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. Cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ý. Dạ, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng, sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Với anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quặng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Với anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm rồi. Những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam có thể nói là những người rất 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 thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có bậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng một năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay mình nút bấm đi.
đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. Đó, 1, 2, 3, có bấm không? 1, 2, 3. Nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakire tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức.